Hoàng chủ. Vị hòa thượng này là võ tăng của phái Thiếu Lâm, đời chữ không, phạm phải giới luật nên bị đuổi xuống núi. Còn người sử dụng quỷ đầu đao thuộc phái Không Động, lúc đồng môn tỷ võ làm thương trưởng bối, không trốn dung thân nên đến nương nhờ chúng ta. Bà chủ à, tên hòa thượng kia nhìn có vẻ tâm địa không được lương thiện. Tên hòa thượng này dở trò đánh lén. Bà chủ, đám người này chúng vốn dĩ không phải là chính nhân quân tử, chỉ cần bọn chúng trung thành với ban chủ là được rồi. Cái gì chính nhân quân tử, cái gì danh môn chính phái? Đi. À, đi. Mời. Bốn bang còn một thủ đoạn hái ra tiền, chính là thay các bằng hữu trên giang hồ xử lý chút chuyện phiền phức, làm chút việc xấu. À, bọn họ là hiệp khách sao? Đúng vậy. Những người đến giúp bổn bang hành sự không ít là danh môn chính phái, cho nên bọn họ đều thích che mặt của mình lại. Bố gia, đưa sổ sách đầu tháng này cho ban chủ xem một chút. Dạ, đi. Ban chủ. Minh Nguyệt đạo trưởng phái Võ Đan có một nhân tình dưới chân núi, xin cho ông ta một đứa con. Gần đây bị cha của nữ tử này phát hiện được, muốn lên núi cáo trạng. Minh Nguyệt đạo trưởng thân phận như vậy, tất nhiên là không thể đích thân ra tay, vì đây là chuyện xấu, sẽ khiến cho ông ta mất mặt. Ông ta ra giá 5.000 lượng, muốn chúng ta thay hắn giết chết lão chồng kia. Hả? Còn Tuyết Sơn phái là có vài tên tiêu khách làm mất một xe hàng, sợ mất mặt không dám quay về. Chúng ta sẽ giúp họ tìm hàng về, thu họ nửa số tiền đó. Ý, còn cái này? À, đây là của mấy tên hòa thượng quản miếu của Thiếu Lâm, đem đất cho người ta thuê, nhưng có người không nộp thuế. Đại sư phụ là người xuất gia tứ đại giai không, không tiện thúc nợ, liền đi nhờ chúng ta. Nè, thì ra lời cha mẹ ta nói đều là giả. Bố tiên sinh à, ta thích chỗ này. Cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa chứ, dớ dẫn. Sông pha giang hồ, hành tổ giang hồ, có ai muốn cả ngày đánh đánh giết giết? Học được bản lĩnh đầy mình, lại dùng nó để kiếm cơm manh áo mới là việc nên làm. Trường Lạc Ba chúng ta hưng thịnh như nay, phải dựa vào đầu óc làm ăn. Ban chủ, những ngày này ta sẽ cùng người tới Trường Giang đi đây đi đó, xem thử khí thế của Trường Lạc Bang chúng ta. Được thôi. Tiên sinh, mời đi lối ban này. Ban chủ à, đây là... Tiên sinh à, nếu như ngài muốn mua sát thủ thì phải đến mấy gian nhà phía đông kia. Hả? Còn mấy gian nhà phía tây kia đều là đòi nợ, tìm kẻ thù tính sổ. Còn gian nhà lớn nhất ở phía bắc kia đều là nơi chùa con tinh. Hả? Trường Lạc Bang bọn ta giỏi nhất là mấy thứ này, chính là ra tay nhanh gọn lẹ, giá cả hợp lý, lại còn tuyệt đối kín miệng. Ta muốn mua sát thủ. Vậy ngài tìm đúng chỗ rồi. Nào nào nào, mời bên này. Thả ta đó, thả ta đó. Nhẹ ta chút đi. Các ngươi đưa ta đi đâu? Thả em một chút đi. Thả ta đó. Đi. Đi mau. Bố tiên sinh, đây là... bên đó là địa lao của bổn bang, giam giữ một vài đệ tử phạm sai lầm, cũng là nơi nhốt con tin. Làm việc ở đó thường là những đệ tử mới nhập môn, luyện cho bọn chúng có dũng khí. Bố tiên sinh, Trường Lạc Bang chúng ta đúng là thay trời hành đạo, cướp kẻ giàu chia người nghèo. Cướp giàu chia nghèo sao? Phải đó, cướp tiền của bọn chúng chia cho đám người nghèo chúng ta. Đúng, đúng, ban chủ, người đó rất có lý. Đúng vậy. Ban chủ à, mời bên này. Đi thôi. Đi thôi. Đi. Ra ngoài lâu vậy rồi mà vẫn chưa tìm được. Chi bằng ngày mai để quay về một chuyến, gọi thêm người đến đây. Muốn quay về thì để quay về đi, không cần nói nhiều với ta. Cứ làm như tìm lão phu nhân là chuyện của một mình ta không bằng. Không phải chuyện của huynh thì của ai hả? Để nói vậy là có ý gì? Thạch Trung Ngọc không phải đồ đệ của huynh hay sao? Được lắm, cuối cùng cũng nói ra câu này. Ta hiểu đệ muốn nói gì rồi. Ý của đệ là ta kêu hắn đi cưỡng bức cháu gái của trưởng môn nhân. Cánh tay của Phong sư huynh là do ta chặt đứt, lão phu nhân cũng bị ta ép phải đi. Như vậy có đúng không? Dương sư ca, đứa trẻ đó là con của Thạch Thanh và Mẫn Nhu, huynh vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ.
dù sao cũng nên nhường hắn vài phần. Để nghe những người khác nói, hình như huynh luôn có thành kiến với lại hắn. Hả? Vì vậy mới khiến hắn gây ra những chuyện thị phi này. Ổn sẽ là không phải hả? Bất giận, bất giận, bất giận. Thời ơi, có gì từ từ nói. Bất giận đi. Tiểu tử này vốn là không coi ai ra gì, vừa dẫm vào cha mẹ, học được vài năm ba thứ võ công dớ dẫn, đem ra gây khó dễ các sư huynh đệ. Quyền đức tiên sinh phát điên, A Tú nhảy vực, lão phu nhân mất tích, những món nợ này tất cả đều phải tính là đầu của hắn. Dù hắn có chết vạn lần cũng không thể rửa sạch tội lỗi. Bà sư huynh đã nói rồi, phải tới Quyền Tố Trang tìm cha mẹ của hắn báo thù. Mấy người các ngươi lại đem tất cả tội lỗi không rõ trắng đen đổ hết lên người sư phụ. Hay lắm, hay lắm. Tên tiểu tử tốt như hắn thiên hạ hiếm có. Hai Tuyết Sơn phái các người khoanh tay bó gối, đứng ngồi không yên. Thằng khốn chết tiệt nào, lẽ nào đó. Hả? Hả? Gia Gia, sao ông cười sảng khoái quá vậy? Họ Bạch đó đúng là ếch ngồi đáy giếng, xưng mình đại dương, đến đám tiểu tử các ngươi cũng không quán nổi. Nè, ngươi đừng có nhiều lời. Khoan đã. Các hạ là ai? Tại sao lại sỉ nhục sư môn tại hạ? Mau khai tên họ ra đi. Gia gia ta là Đinh Bất Tam. Hey, đây là cháu gái của ta, Đinh Đinh Đan Đan. Ý, gia gia ta có một ngoại lệ, gọi một ngày không quá ba. Gia gia ta từng lập lời thề trước mặt Bồ Tát, một ngày giết người không được vượt quá ba. Mặc kệ hắn là cao thủ võ lâm gì hay là kim tiên đại la, gia gia ta đều chấp hết. Cho dù Bồ Tát sống xuất hiện cũng không cản được ta. Các người thấy vui không hả? Đình Đan, con xem gia gia ta có tiếng tâm như vậy ha, mà bọn chúng cũng không biết chút nào. Tuyết Sơn phái các người đúng là một lũ ếch ngồi đáy giếng. Đình Đan, nói gia gia biết, hôm nay gia gia đã giết mấy người rồi? Chưa giết kẻ nào hết. Tốt, hôm nay tha hồ giết mấy tên Tuyết Sơn phái này, khai vị thôi. Cái lão già khốn kiếp, người xuống đây, coi ta một kiếm chém chết ngươi. Gia gia, hắn dám mắng người lão khốn kiếp kìa. Đình Đan, còn đứng phía sau gia gia. Gia gia đánh hắn không còn một anh giáp. Gia gia, người có sao không? Ta còn tưởng là võ lâm cao thủ nào nữa, thì ra chỉ là kẻ mãi nghệ giang hồ. Chút bản lĩnh của ngươi còn muốn một ngày giết ba người sao? Lão khốn kiếp! Uống một ngụm không? Giỏi quá đi! Đánh cho ta! Giỏi! Hả? Giỏi! Giỏi! Lại đây, lại đây. Đừng đánh nữa, để cho gia uống ngụm rượu. Gia gia, đừng chơi với bọn họ nữa. Ha, được, gia gia không đùa với chúng nữa. Xoay, xoay nữa. Ở đây mà. Đừng có đi. Các người vừa trúng chiêu cuối cùng trong bất tứ chưởng của gia gia ta, âm dương đoạn liệt chỉ. Nếu giờ các người qua đây, toàn thân huyết quản các người sẽ dở ra mà chết. Ta nói thật đó, các người không được qua đây. Gia gia, con nói có đúng không? Gia gia, đập chết ta rồi. Gia gia, gia gia, không phải con cố ý đâu mà. Người có sao không? Đập chết ta rồi. Xoa cho người, xoa cho người nha. Trời ơi, đi hết đi. Ê, gia gia, gia gia, chúng ta không chơi với họ nữa, chúng ta đi, ta đi thôi. Không được động đậy đó, nhất định phải nghe lời ta nha. Đừng nghe lời của ta, mau giết chúng đi.
Hả? Đi mau. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Cậu tập chủng, không phải người nói rất muốn biết ta là người hay quỷ hay thần tiên sao? Chỉ cần ngươi hỏi ta một câu, cầu xin ta trả lời ngươi, ta lập tức sẽ trả lời ngươi biết. Lão ba ba, con không cầu xin đâu. Không cầu xin ta, tại sao vậy? Bởi vì mẹ con thường nói với con, nói cậu tập chủng, cả đời này không được cầu xin người khác. Nếu mà người ta thật sự muốn cho ngươi thì không cần cầu xin họ, họ cũng cho ngươi. Còn nếu như người ta không muốn cho rồi, ngươi có cầu xin cũng vô ích. Ngược lại, ngươi còn làm người ta ghét nữa. Mẹ con thường ngày làm đồ ăn ngon lắm, nếu con xin bà ấy ăn, bà ấy không cho, lại còn đánh và mắng con nữa. Ta cho ngươi xin nè, ta cho ngươi xin nè. Cút, cút ra ngoài. Con nói với con, nói đồ cẩu tạp chủng, ngươi cầu xin ta làm gì? Hả? Sao ngươi không đi cầu xin ả tiểu tiện nhân lẳng lơ kia đi? Ta nói cho ngươi biết, ngươi sau này không được cầu xin. Nếu như ngươi để cho ta biết được, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Mẹ nói vậy. Ai là ả tiểu tiện nhân lẳng lơ đó? Con cũng đâu biết đâu. Khi ngươi là tiểu ăn mày, ngươi chưa từng xin cơm xin tiền người khác sao? Con có xin, nếu người ta cho con á thì con sẽ lấy. Còn nếu như người ta không cho con, nhưng lúc mà họ không chú ý, con lén lút trộm rồi bỏ chạy. Tên tiểu tặc nhà ngươi. Tiểu tặc? Tiểu tặc là cái gì vậy? Ngươi thật sự không hiểu hay đang giả ngốc đây? Giả ngốc là cái gì? Ngươi bây chứ? Giờ đang giả ngốc đó. Hả? Cầm miệng, lo ăn đi. Dạ. Tường Vĩnh Địa Cát. Bà chủ, 4 năm kỷ diện lớn nhất trước mặt đều là sản nghiệp của trường Lập Bang. Còn có một quán rượu, bởi vì làm ăn thua lỗ nên chúng ta mua lại. Gần đây làm ăn rất khá đó. Trưa nay chúng ta hãy dùng cơm ở tiệm của mình đi. Yên, có nhiều hơn ta, người tuấn tú hơn ta, mỗi ngày 5 lượng bạc, võ công cao hơn ta, mỗi ngày 5 lượng bạc. Trời ơi, mời bên này cùng ta đi gây quả. Ghê thiệt. Đinh Đan, đây thức ăn lên rồi, dùng thông thả nha. Ban chủ kính người một ly. Nào, kính ban chủ một ly. Chúng ta kính ban chủ. Hoan nghênh đến với trường Lạc Bang. Nào, ban chủ, thưởng thức cho món ăn nổi tiếng của tiệm chúng ta đi. Ban chủ, mời. Ai đang tỉ võ chiêu thân ở đây vậy? Hả? Bổn đại gia đến rồi. Khách quan, người cần dùng gì không? Trời ơi. Ê, khách quan, chuyện tính tiền mà. Khách quan, tính tiền đây. Khách quan. Được, được chủ, đuổi bọn chúng đi đi. Rõ. Nhanh lên. Rõ. Nè, vội cái gì chứ? Xem trò hay đi. Ui cha 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 cha. Ui cha 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 cha. Ê cha, Đinh cô nương muốn tìm người chơi cùng sao? Mã Tam ta lại thấy cô đứt vừa mắt đó nghe. Chi bằng theo ta về chơi cùng đi. À, Mã huynh, nhân vật xuất chúng như Đinh tiểu thư đây, sao có thể đi cùng với người như huynh? Huynh lo về nhà thì hơn đó. Đạo trưởng, ngươi không tuân thủ thanh quy cũng đành, lại chạy đến đây tìm hoàng hoa đại khuê nữ. Nếu ngươi muốn tìm thì ngươi về nhà tìm sư thái đi. Bà chủ, ngươi thử món này đi. Mã huynh, đạo trưởng, Đinh cô nương đây còn chưa nói lời nào, hai người các huynh nó vội vã làm gì? Tại hạ Trứng Tam Sơn Điệt Ngũ Nhạc, mệnh danh La Thành mặt phấn tuấn tú nhất người. Chẳng sống rồi hả? Quân tử động khẩu không động thủ. Đinh cô nương, ta giúp cô đuổi hết đám vô loại này trước. Tại hạ tên gọi Giang Nam Hằng, gia sản không nhiều, cũng chỉ có vài dạng mẫu đất mà thôi. Vậy cô nương theo ta xuống đi, đảm bảo cả đời được hưởng vinh hoa phú quý. Ta hả? Chỉ muốn tìm một người đi chơi cùng với ta. Hết. Sao bây giờ lại biến thành tỷ võ chiêu thân? Nè,
Các người có phải đều rất muốn thành thân hay không vậy hả? Ờ, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy đó, đúng vậy. Thành thân thì có gì hay ho đâu chứ. Thế nè 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 nè. Hả? Chỉ bằng mấy người các ngươi chọn ra một người chơi cùng với ta đi. Ai muốn chơi với cô chứ? Cô chơi mấy cái trò con nít lên ba có gì mà hay đâu. Chỉ bằng cô theo ta về bái đường thành thân thì ta sẽ nuôi cô trắng trẻo mập mạp luôn. Hay bây giờ ta đút người một miếng thịt nuôi cho người béo tròn luôn. Được đó, được đó. Hãy quên xem đây. Hay là chúng ta như vậy đi, chúng ta hãy cùng nhau giành cô nương này, ai giành trước thì của người đó. Trời ơi, được rồi, đều tại cô ta hết. Mấy người như các ngươi mà cũng đòi lấy vợ sao? Trời ơi, sao lại có lũ người ngốc như các ngươi chứ? Nè nè, Quỳnh cũng đến đây tỉ võ chiêu thân hay gì? Tỉ võ chiêu thân có gì vui? Vẫn là chơi cùng nhau thú vị hơn. Trời tôi thúi, người ở đâu chưa ra vậy? Nè, mấy tên vũ phu các ngươi đi bắt nạt một tiểu cô nương, không biết xấu hổ hả? Cô nương này là của bọn ta, cút ra. Quỳnh có sao không? Không sao, chỉ là qua đây nhìn cô thôi. Chạy đi. Hán, Quỳnh cũng khá lắm. Cũng bình thường thôi. Đừng chạy. Nè, thật không ngờ công phu của Quỳnh lợi hại như vậy. Ta hả? Ta chỉ dùng 3 phần công lực thôi. Nè, cô nương, cô tên gì? Ta là Đinh Đan. Đinh Đan. Nè, ta thấy trên người cô đeo toàn là chuông. Nè. Nè, cả trên đầu cũng có chuông. Ở đây, ở kia nữa. Nhìn đẹp lắm. Ta thấy cô phải gọi là Đinh Đinh Đan Đan mới đúng đó. Gia gia ta cũng gọi ta như vậy. Ông ấy cũng gọi là Đinh Đinh Đan Đan. Nè, Quỳnh làm gì ở đây? Ta hả? Ta là ban chủ của ban người xấu, chính là kẻ cầm đầu. Sao hả? Vậy Quỳnh đã làm những việc xấu gì rồi? Ờ, nè, ta nói ra cô đừng sợ phát khiếp đó nha. Bọn ta bắt cóc nè, giết người nè. Chưa hết nha, còn giúp nương tử đi xử lý phu quân, giúp hòa thượng đi cướp sư thái. Trời ơi, Quỳnh xấu xa thiệt đó. Nè, vậy ta hỏi Quỳnh, Quỳnh có dám cùng với ta đi phá phách hay không? Được đó. Nè, ta đang buồn không có ai chơi đây. Đi thôi. Tiên sinh, cứ để cho bọn họ đi đi. Hay quá đi. Trời
trời. Mau mau nhìn đi, có người nút kiếm kìa. Nút kiếm kìa. Nè. Đây chỉ là kiếm giả muốn lừa muội hả? Giả chết, chán sống rồi sao? Đâu có. Nè, đâu có. Quỳnh đâu dám. Nè. Quỳnh phục rồi. Quỳnh phục rồi mà. Nè, bắt cô muội cũng tin thật đó chứ. Còn dám lừa muội. Ê, kia kìa. Hả? Ở đó hả? Qua đây. Ê, sau lưng Quỳnh. Sau lưng Quỳnh vẫn còn một con. Sau lưng Quỳnh là bên nào? Là phía trước đó, hả? Phía trước. Nè, Quỳnh mau bắt đi. Ôi trời ơi, Quỳnh ngốc chết đi được à. Nè, bên kia có một con kìa. Đây nè. Bắt được rồi, nè, chụp nè. Chụp. Wow, con cá này lớn quá à. Quỳnh Đan. Hả? Quỳnh còn có thứ này muốn cho mùi xem. Gì vậy? Đừng ăn cá mà. Đáng yêu mà, sợ cái nè, gì? Nè, Quỳnh tưởng mùi sợ rắn thật hả? Mùi chỉ sợ nó ăn mất cá thôi. Dứt đi, mau dứt đi. Dứt đi mà. Vậy Quỳnh thả nó ra nha. Thế sao, có to không? Khách quan, thức ăn của ngài đây. Nè, Quỳnh nói, giờ đi đâu chơi đây? Không nói mùi biết đâu. Tại sao vậy? Nè, không phải Quỳnh nói rồi sao? Hai chúng ta cùng nhau đi chơi, đi đến những nơi thú vị mới lạ nhất mà. Nè, mùi đến kỷ viện chưa? Hả? Vậy Quỳnh đi chưa? Quỳnh chưa từng đi. Nè, có điều á, Quỳnh nghe sư Quỳnh nói, sư phụ Quỳnh mỗi lần lén xuống núi đều đi tới đó. Nhưng hình như đó không phải nơi tốt đẹp gì. Có điều lần nào quay về cũng vui như nhặt được tiền vậy. Quỳnh biết không, gia gia muội đưa muội đến rất nhiều nơi, nhưng trước giờ chưa từng đến đó. Mỗi lần muội đi qua chỗ đó, nhìn thấy những người ở bên trong, họ đều rất là vui. Vậy sao? Ê, trời ơi, không biết bọn họ chơi gì trong đó mà vui đến như vậy nữa. Quỳnh cũng không biết nữa. Hay là chúng ta thử tới đó một lần đi. Hả? Được đó, đi thôi. Đi. Quyền Tố Sơn Trang. Bạch Quynh, đêm khuya đến thăm thật là chuyện vui bất ngờ. Mời vào, mời vào. Bạch Quynh, có phải Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu phu phụ hai người đều có mặt ở Thạch Sơn Trang, vậy thì tốt rồi. Bạch Quynh, nếu là Ngọc Nhi gây chuyện khiến mọi người tức giận, phu thê bọn ta sẽ thay nói nhận lỗi với mọi người. Mời vào trong chúng ta cùng nói phải chuyện. Phải đó. Bạch Quynh, Bạch Lão Gia Tử và Bạch Lão Thái Thái, Phong Đại Ca có khỏe hay không? Hỏi thăm gì chứ? Sư phụ sư nương bọn ta đều bị tên tiểu tặc các người làm cho tức chết rồi. Bạch Quynh, Ngọc Nhi nó rất kịch ngợm, nhưng mà nó đắc tội gì với mọi người vậy? Thạch Thanh, đừng giả vờ là ngươi không biết gì. Mau đem Thạch Trung Ngọc giao cho ta. Nếu như ngươi không giao, hôm nay bọn ta sẽ cho một mồi lửa thiêu trụi sư trang này. Ngọc Nhi, nó đã về chưa hả? Không có. Thật sự nó chưa quay về, nó không có ở đây. Thạch Thanh trước nay chưa từng nói dối nửa lời. Xin Bạch Quynh hãy đem chuyện nói rõ ràng, sao nó dám đắc tội với Lão Gia Tử và Lão Thái Thái chứ? Hai chữ đắc tội này quá nhẹ cho nó rồi.
các ngươi lập tức giao thạch trung ngọc ra đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Là bọn ta chưa nói với các người, hay là các người giả vờ không hiểu? Thạch Thanh, người biết con trai của mình đã gây ra đại tội gì hay không? Chỉ e đến phu thê hai người cũng không thể gánh vác được hậu quả này đâu. Bạch huynh, Ngọc Nhi nó thực sự vẫn chưa quay về. Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Xin huynh nói rõ cho bọn muội. Được. Con trai các người Thạch Trung Ngọc đã làm ô nhục sư môn, còn làm nhục con gái của ta. Con gái ta vì quá tội nhục nhảy xuống núi tự vẫn. Nó không đáng chết hay sao? Lục soát cho ta. Rõ. Bọn lục soát nhất định phải bắt được tên khốn Thạch Trung Ngọc ra đây. Các người chào hỏi lễ phép cho ta. Chào công tử. Trời ơi, hai vị này lạ quá à, mới đến sao? Hai vị để mắt đến cô nương nào chưa? Liệu có cần ta giới thiệu hai vị vài cô không? Của các người có gì thú vị chơi không? Trời ơi, có gì thú vị hả? Thú vị nhiều vô cùng. Có chầu chai này, có chầu mặn này, cùng đêm xuân tiêu, trò chơi uyên ương. Chỗ bọn ta vừa có nhóm cô nương xinh đẹp mới đến, nhan sắc thì miễn bàn. Nếu hai vị để ý đến ai á, thì cứ việc dẫn thẳng về thôi. Nhớ bảo quản cho kỹ vào đó. Cô nương này bộ ngũ chung thú vị lắm hả? Huynh cũng không biết nữa. Nè, hay là chúng ta đi xem thử đi. Hả? Được đó. Đi thôi. Hai vị công tử mời vào trong. Mời bên này. Nè, đây là bài thưởng. Cái gì có thể chơi ở đây? Mời vào trong, mời vào trong, bên trong vui hơn nữa đó. Nào nào nào. Thoải mái đi. Uống rượu đi. Hả? Ai đó? Kẻ nào dám nhìn trộm hả? À, đến đây, người đâu? Không phải cố ý đâu nè, không phải cố ý. Đi mau, đi mau. Đâu? Đa tạ trang chủ. Đa tạ trang chủ. Trang chủ bảo trọng. Sư huynh. Sư huynh, bọn mùi đã lục soát toàn bộ sơn trang vẫn không tìm thấy tên tiểu súc sinh đó. Được. Bạch huynh, Ngọc Nhi đã nhảy từ đỉnh trước sơn xuống là có thể không chết, có phần hơi kỳ lạ đó. Hơn nghìn đệ tử Tuyết Sơn phái chúng ta đã tìm kiếm nhiều lần trên núi Tuyết Sơn rồi, nếu không thể tìm thấy thi thể của hắn. Nếu bọn ta đã tìm được thi thể của nó thì bọn ta hôm nay không chỉ đến để thiếu sơn trang đâu. Sao hả? Lẽ nào còn muốn trói hai phu phụ ta đem về Tuyết Sơn phái chôn cùng Bạch cô nương hay sao? Vậy thì không dám. Kẻ nào làm kẻ đó chịu. Dù ta phải đến chân trời góc biển cũng phải bắt được tinh dịch rồi đó đem về đây. Trước phần mộ cô nương và chúng ta lăng trì xử tử.
Xin mời. Đắc tội rồi. Phóng hỏa. Đi đi đi, đi, đi. Nè, Quynh đi chậm chút đi. Nè, không còn người đuổi theo nữa. Họ không đuổi kịp chúng ta. Nè. Ê, được lắm, dám té nước mùi hả? Nè. Nè, nè, nè. Ờ, quan nhân, ta muốn có. Nè, cô muốn cái gì? Ta muốn uống rượu làm hoàng đế. Sớm chiều mong nhớ nàng, như bài thơ cồn cào trên giấy, như ánh mắt yêu thương. Nàng nhìn ta lúc này, tiếng hoa rơi bên tai, giọng nói khẽ xa hoài nhớ mong. Gặp gỡ ta nhìn nhau, nỗi tương tư bất chợt dậy sống. Khát vọng gặp nàng khiến con tim ta loạn nhịp. Chút vô ý để lộ dường như đã luân hồi sớm kết thành đôi. Còn nhớ lời nói tình duyên kiếp trước, kiếp này vẫn khó quên. Yêu chẳng qua cũng chỉ giữ nó mãi mãi trong lòng. Chốn bụi trần thiên sơn giả dị cũng không cản tình ta. Tình yêu nơi trần thế cùng nàng tứ phương. Cáo từ. Đi. Đi. Thành ca, Quỳnh nói Ngọc Nhi có phải đã chết rồi hay không? Quỳnh tin Ngọc Nhi nó vẫn chưa chết. Chúng ta phải mau chóng tìm được Ngọc Nhi, cho dù phải thay nó đền mạng, cũng phải bảo vệ con trai. Sao nó vẫn chưa trở về? Lẽ nào nó không biết? Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng có cha mẹ thay nó gánh vác hay sao? Đứa trẻ này sao có thể gây ra tai họa tày trời như vậy? Nó không thấy có lỗi với cha mẹ mình hay sao? Sư muội, đi thôi. Sớm tìm Ngọc Nhi chúng ta, cho nó sống thêm được một ít ngày. Được, cắn. Mời mọi người ngồi. Ngồi xuống. 12 chiếc ghế bên dưới đều là các đường chủ trong bang. Bổn bang trên dưới Trường Giang gần 3 vạn đệ tử. Nghe tin lập bang chủ mới, mọi người vô cùng vui mừng.
Thời gian gấp rút, mọi người không kịp đến đây đông đủ, mong ban chủ thứ tội. Ban chủ, người còn chưa quen với công việc của bổn ban, bối mộ tạm thời xin thay người xử lý. Ngày tháng còn dài, lâu ngày người cũng sẽ quen thôi. Mẹ đường chủ, gần đây trên giang hồ có tin tức gì mới hay không? Ban chủ, bố tiên sinh, thuộc hạ quả thật có nghe ngóng được vài chuyện đại sự. Đó chính là trên dưới Tuyết Sơn phái lúc này vô cùng hỗn loạn. Nghe nói Tuyết Sơn phái có một tên ác tặc dám chiếm đoạt cháu gái của Bạch Tự Tại, hại cô nương này nhảy vực tự sát. Phu nhân của Bạch Tự Tại trong lúc tức giận cũng bỏ nhà đi. Bạch Tự Tại liền rút dẫn lên người khác, ra tay tàn độc, đánh chết và đã thương rất nhiều đệ tử. Ban chủ, người đoán xem tên ác tặc này là ai? Ai vậy? Thì ra tên ác tặc đó chính là con trai của phu phụ chủ nhân Quyền Tố Sơn Trang, Thạch Thanh, mẫn nhu tiếng tâm lừng lẫy trên giang hồ. Ban chủ à, người làm sao vậy? Ban chủ, ly của người. Không sao. Tiên sinh, nói ra cũng nực cười. Thạch Thanh phu phụ lại còn nói lời mạnh bạo, nói bắt được con trai họ hoặc là một kiếm giết chết, hoặc là đưa về Tuyết Sơn phái cho các sư huynh hắn xử lý. Không phải đó. Người nói những anh hùng hiệp nghĩa này cũng thật khiến cho người ta nực cười. Vì để giữ thể diện, đến con mình cũng không cần. Ai nói không phải vậy? Theo ta thấy, tên ác tặc của Tuyết Sơn phái này hắn cũng hợp với bàn của chúng ta lắm. Lỡ như đến một ngày nào đó hắn lang thang không nổi nữa, đến trường lạc bang của chúng ta kiếm bát cơm, ta thấy chúng ta cũng có thể thu nhận hắn luôn. Hả? Cậu Triển đường chủ, bên ngài có tình hình gì mới không? Hồi bố tiên sinh, gần đây thuộc hạ thăm dò được tên ban chủ Cử Kỳ Bang, đại bi lão nhân, hắn đi làm hòa thượng rồi. Ban chủ không làm, làm hòa thượng đúng là chuyện nực cười mà. Hắn tiêu pha hết gia sản còn giải tán Cử Kình Bang. Theo thuộc hạ thấy, hắn muốn trốn dĩ sứ thưởng thiện phạt ác nhân. Những cao thủ của bang bọn họ đều quy thuận bang ta rồi. Cử Kình Bang không có nhiều cao thủ, chỉ có một mình đại bi lão nhân coi như tạm được. Chúng ta có thể tính vụ làm ăn, mời đại bi lão nhân gia nhập bang chúng ta. Công phu của hắn khá, lại có thâm niên làm ăn trên biển, với bổn bang rất có lợi. Ba người các ngươi đi lo việc này đi. Rõ. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Ban chủ, còn gì cần giao phó hay không? Ban chủ, uống rượu. Lão ba ba, người biết mẹ của con đang ở đâu không? Cầu xin người hãy giúp con tìm mẹ và hoàng đi. Lão ba ba, mau nói cho con biết đi. Có người đánh nhau kìa. Chúng ta qua đó xem sao. Ngươi tuyệt đối không được làm ổn. Đại bi lão nhân, trường lạc bang bọn ta với ngươi không thù không oán, có lòng mời ngươi gia nhập, ngươi lại dám nhục mạ ban chủ bọn ta. Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta lập tức trở thành bằng hữu. Những chuyện trước kia không truy cứu nữa. Ngươi hà tất vô cớ chết ở đây? Mọi người cùng nhau đấu phó nhị sứ thưởng thiên phạt ác đảo hiệp khách, không tốt hay sao? Nói bậy. Ta thà nhân lệnh của bọn họ bỏ mạng ở đảo hiệp khách, cũng không gia nhập tà bang chuyên làm chuyện ác như các ngươi. Hà tất cứng đầu? Ta có chết cũng không đi theo các ngươi đâu. Được, để bọn ta tiễn ngươi một đoạn. Đợi không được.
đừng đánh nhau mà các người, đừng có giết người nữa. Tên này đâu ra vậy? Đừng quản ta hành sự, ta phải giết lão già không biết điều kia. Mau cút ra đi. Ba người á lại đi đánh một người có bản lĩnh gì chứ? Dừng lại. Các người, lão bá bá. Tiểu huynh đệ, chạy mau đi, đừng lo không cho được. Ta. Ta không thể đi, vết thương của ông sao rồi? Cậu mau đi đi. Mau cút ra cho ta. Ta không cút. Ngươi dựa vào đâu mà dám phá đám Trường Lạc Bang bọn ta hành sự? Cẩn thận ta cho ngươi một kiếm đâm chết ngươi. Được, có gan lắm. Tiểu huynh đệ. Dạ, lão bá bá. Cậu không biết võ công, đối đầu với bọn chúng bỏ mạng vô ích. Không ngờ đến những năm tháng cuối đời lại quen được một bằng hữu tốt như cậu. Không còn gì để hối tiếc. Cậu đi mau đi, đi mau đi. Ta không đi, bọn họ đều là người xấu, ta không đi đâu. Được, tiểu tạp chủng, ngươi lãnh dài kiếm của ta. Nếu như mạng của ngươi vẫn còn sống, vẫn còn nói chuyện được với ta, ta sẽ tha cho hắn. Ngươi có sợ hay không? Nếu ngươi dám đâm ta dài kiếm, đương nhiên ta sợ rồi. Sợ thì mau cút đi cho ta. Tuy sợ nhưng ta không cút. Được. Tiểu tử ngươi quả nhiên là có gan lắm. Người bằng hữu bên kia, Trường Lạc Bang bọn ta giữ thể diện cho rồi, một câu đa tạ cũng không có. Đúng là vô lễ mà. Chúng ta đi. Lão bá bá, người có sao không? Không cần đâu. Tiểu huynh đệ, trong túi ta có vài hình nhân đất, ta tặng cho cậu chơi nghe. Để ta lấy cho ông. Lão bá bá. Lão bá bá, tỉnh lại đi. Lão bá bá ơi, lão bá bá, ông đừng có chết mà. Lão bá bá, đừng gọi nữa, ông đã chết rồi. Nhưng mà mấy con búp bê này để làm gì? Đó là đồ phổ luyện đội công nhập môn, không có gì hay ho đâu. Đi thôi. Vậy người đợi con chôn cất ông ấy đã. Sao ngươi phiền phức quá vậy? Đúng là nhiều chuyện. Ngươi hành tẩu giang hồ, trời không nhận, đất không nuôi, ngươi chôn ta làm gì? Ngươi chôn ông ta xuống đất, chiến cũng gánh nặng, với để lại ở đây chim mặt có gì khác nhau đâu. Ngươi có nghe ta nói gì hay không? Chính là không giống nhau. Lẽ nào người chết rồi cũng không muốn có ai chôn sao? Ta chết, ai giết được ta? Sư phụ, con biết là cha không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng con cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cha yên tâm đi. Mặc dù vẫn chưa có tin tức gì của mẫu thân, nhưng con vẫn luôn phái người đi tìm. Tất cả các mục tiêu trên dưới Trường Giang, còn có cả đệ tử của Tiết Sơn phái chúng ta, đều đã cố gắng tiếp tục đi tìm tung tích của mẫu thân. Về phần kẻ hại chết A Tú,
tên tiểu tặc Thạch Trung Ngọc đó. Chúng con không tìm thấy được thi thể của hắn ở sau núi Tuyết Sơn, nên đã tới đốt nguyên tố trang của hắn rồi, nhưng vẫn không dụ được hắn ra ngoài. Còn nghe nói trên giang hồ Trường Lạc Bang khét tiếng là mát, mới lập một tân bang chủ. Cách nói chuyện và tướng mạo của hắn đều rất giống tên tiểu tử đang chết đó, cho nên con đã huy động tất cả đệ tử võ công cao nhất cùng xuống núi. Bất luận gặp bao nhiêu khó khăn, con cũng nhất định tìm cho ra tên Thạch Trung Ngọc này, đưa về Tuyết Sơn phái rửa hận cho A Tú. Cha, gần đây ở trên giang hồ xôn xao tin tức, nghe nói hiệp khách đảo nhị sứ thưởng thiện phạt ác tái xuất giang hồ. Các môn phái nghe tin này đều khiếp sợ, bọn họ đều bỏ tay hết cách. Cha, con muốn thay mặt cho Tuyết Sơn phái đến đảo hiệp khách. Dù con bản lĩnh không có bằng ai, nhưng Tuyết Sơn phái tuyệt đối không thể không có cha, người có biết không? Hy vọng trước khi bọn họ đến đây, con đã xử lý ổn thỏa chuyện quan trọng này rồi. Cha, cáo từ. Tuyết Sơn kiếm pháp của Bạch Huynh vô cùng quyền diệu, nhận được Bạch Huynh tương trợ thật sự vinh hạnh cho Nam Cung Cẩn ta. Nhị sư đảo hiệp khách cứ cách 10 năm lại gây ra một trận sóng gió đẫm máu trên giang hồ, là kẻ thù chung của chúng ta. Trận chiến xảy ra hôm nay, nếu cùng nhau vượt qua khó khăn thì không còn gì bằng hết. Âu Dương Huynh, Huynh cũng không cần quá khiêm tốn. Chỉ cần chúng ta liên thủ, liệu trên giang hồ này còn có ai là địch thủ chứ? Hơn nữa, nhị sứ thưởng phạt đảo hiệp khách cũng là người bằng xương bằng thịt, bọn họ cũng không phải đại la thần tiên. Hôm nay chúng ta nhất định cho hai tên tiểu tử đó đánh chúng biết tay, vì thiên hạ diệt trừ kẻ gây hại. Bạch huynh cũng đừng quá xem thường bọn chúng, ta đã chọn ra hơn 20 cao thủ túc trực bên ngoài thăm dò thực hư kẻ địch trước. Hắc Hổ Đường Nam Cung Cẩn tiếp lệnh. Bạch anh hùng, Hắc Hổ Đường này quỷ kế đa đoan, ngươi không kết nên giao. Thấy ngươi cũng là bậc anh hùng hảo hán, có điều Tuyết Sơn kiếm pháp của ngươi rất tốt, rất tốt, rất tốt, chỉ là công lực không đủ thôi. Ngươi hãy quay về luyện thêm 10 năm, 20 năm nữa, hai người bọn ta lại mời ngươi đến đảo hiệp khách uống chén cháo lạp bát. Ma Thiên Nhai.
đây chính là Ma Thiên Nhai, nhà của ta ở trên đỉnh núi. Đi thôi. Ngươi định đi đâu? Con đi tìm mẹ giả hoàng. Không được, ngươi giữ trong tay quyền thiết lệnh, không theo ta lên núi. Lỡ như có kẻ nào đó bắt được ngươi, đưa ra yêu cầu gì đó, bắt ta phải đáp ứng. Vậy thì sao? Vậy ngươi về nhà ngươi đi, con về nhà con. Ngươi biết tại sao ta lại đưa ngươi về nhà của mình không? Không phải ngươi muốn ta giúp ngươi đi tìm mẹ giả hoàng sao? Không phải không làm được. Để ta quay về nghỉ ngơi trước đã, thay bộ y phục khác rồi đi. Nhưng mà chỗ này cao như vậy, con lại không biết bay, sao lên trển được? Lão ba ba, không phải người nói cần thay y phục sao? Sau đó đưa con đi tìm A Hoàng và mẹ mà. Ta đâu có thời gian phí sức đi làm mấy việc này chứ. A Hoàng và mẹ của ngươi nói không chừng cũng đang tìm ngươi. Không cẩn thận tìm đến đây luôn, chẳng phải sẽ gặp nhau hay sao? Con gì mà con. Thách ngươi dám rời khỏi đây nửa bước, ngươi thử mà xem. Ngươi lừa con, lão ba ba. Cuối cùng cũng thông minh được một lần. Phải, ta lừa ngươi đó. Ta là người xấu, vậy thì đã sao? Người còn không tốt bằng A Hoàng. Con tốt với A Hoàng, nhưng A Hoàng cũng tốt với con mà. Nếu người không thích ở lại đây. Ê à. Vậy đứng từ đây nhảy xuống, chết liễu luôn đi. Lão ba ba, con không ngốc vậy đâu. Thiếu Lâm Từ. Sư nữ hiệp, phước trưởng đại sư hiện đang bế quan, không tiện tiếp kiến. Tiểu tăng lúc nãy vừa đi hỏi trưởng môn sư huynh, sư huynh nói mời sư nữ hiệp đến biệt viện dùng bữa cơm rồi đi, để thể hiện lòng thành. Tên tiểu hòa thượng ngươi nói chuyện cũng thật nực cười. Ta ngàn dặm xa xôi chạy đến Tuần Sơn các người chỉ vì ăn bữa cơm chay sao? Ngươi đã nói với lão hòa thượng đó chưa, là ta muốn gặp hắn? Ta là Sử Tiểu Thúy. Chuyện này Tiểu Tăng và Diệu Đế lão hòa thượng, à không, Diệu Đế đại sư đã nói rồi, là sử nữ cầu kiến. Nhưng mà đại sư đang bế quan, không tiện tiếp đón, thật mong nữ hiệp thứ lỗi. Hắn dám không gặp ta? Đây, chuyện này. Ngươi đi hỏi xem lão hòa thượng Diệu Đế đó, chiêu này của ta sao nào? Dạ. À Tú, chiêu này của bà Mai Hoa Lục Xuất không tồi đúng không? Bà nội à, chúng ta đến đây để đánh nhau hay sao? Tất nhiên không phải. Như năm đó Diệu Đế còn chưa xuất gia vì muốn theo đuổi bà, 3 ngày 3 đêm ông ta đều không ngủ. Lại nữa chỉ vì rồi. Một chiếc dù, ông ta còn từ Sơn Đông chạy đến Hà Nam. Bây giờ trước mặt bà còn giả bộ cao tăng nữa. Con thấy thái độ này của bà như vậy không được đâu. Lại còn đi bắt nạt tiểu hòa thượng nhà người ta, chẳng giống lão tiền bối Võ Lâm chút nào. Sao ta đã thành tiền bối rồi, ta già lắm mà. Không giống. Bà nội. A-di-đà Phật. Bậc Tăng Diệu Quang cùng nghênh Bạch Phu Nhân Tuyết Sơn Phái. Không cần gọi ta Bạch Phu Nhân gì đâu, ta có tên có họ, ta là Sử Tiểu Thúy. Trời ơi, bày trận khoa trương như vậy, lão hòa thượng Diệu Đế này đúng là càng ngày càng kiêu ngạo rồi đó. Tại sao ông ta không đến gặp ta? Bạch Phu Nhân,
tìm sư huynh ta có chuyện gì sao? Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ đến đây thăm cố nhân thôi. Ngoài ra, ta nghe nói đạt ma đao pháp của các người đơn thuần dùng cương mà giành thắng. Ta muốn xem thử các người có thể dạy ta vài chiêu đánh bại kiếm pháp tứ sư phái bọn ta không. Bạch phu nhân thật sự không biết sư huynh của ta đi đâu rồi sao? Trời ơi, cái lão hòa thượng này thật là nói chuyện khiến người ta nực cười quá đi. À, sư huynh ngươi đi đâu, ngươi lại hỏi ta? Ta làm sao biết được? Bạch phu nhân có từng nghe nói đến đảo hiệp khách, có từng nghe nói đến nhị sứ thưởng thiện phạt ác không? À trời, ông xem ta là trẻ lên ba sao? Sao ta có thể chưa nghe nói đến đảo hiệp khách được? Hai người bọn họ 10 năm trước từng đến Thiếu Lâm tự ta, chính tại chỗ này, nó muốn mời Diệu Đế sư huynh ta đến đảo hiệp khách một chuyến ăn cháo lạp bát. Sư huynh ta cảm thấy nhàm chán, không thèm để ý. Nhưng hai người này lại đứng chặn cửa núi Thiếu Lâm ta, không cho tăng nhân ra vào. Bọn ta chỉ còn cách trấn áp tinh thần, phái nội cao thủ xuất tự khuyên giải bọn họ. Khuyên giải cũng cần cao thủ. Trời, nhất định là mấy lão hòa thượng các người. Nhất định là đám cao tăng các người đánh không lại người ta, để người ta đánh các người chạy hết. Nói ra hổ thẹn, hai người này tuổi tác còn trẻ, nhưng đều là các bậc kỳ tài, dùng đến cả Thiếu Lâm thập bát la hán trận mà vẫn không thể đánh bại bọn họ. Cuối cùng Diệu Đế sư huynh phải ra mặt. A-di-đà-phật, bội phục, bội phục. Đại sư không cần quân tử như vậy. Người thắng trước chưa phải thắng, đánh lại đi. Các vị tự xưng 72 chiêu võ lâm tuyệt học của võ lâm, không phiền xin hãy dùng hết ra đây. Lão nạp đã dùng hết tuyệt chiêu của mình rồi, sao ngươi vẫn còn hạ nhục lão nạp? Mời Diệu Đế đại sư xem qua một thứ, sau khi xem xong rồi hãy quyết định có đến đảo hiệp khách ăn cháo hay không. Cái này từ đâu mà có? Đảo hiệp khách. Được, bây giờ ta cùng các người đến đảo hiệp khách. Sư đệ, ta đến đảo hiệp khách đây. Sư huynh, cho dù chúng ta không đánh thắng, cho dù toàn tử chúng ta phải liều mạng, cũng không thể để hai tên ác nhân này đưa trụ trì đi được. Không cần nói nữa, những việc trong tự sau này phiền đệ lo lắng rồi. Còn nữa, sau này sẽ có một tên đến tìm ta, ta không còn ở đây, phiền đệ chuyển lời ta đi đâu rồi. Nếu bà ấy có chuyện gì cần giúp đỡ, để cố gắng tương trợ. Trúc trần duyên này ta tu hành chưa đủ, buông bỏ cũng không đành. Đa tạ, đa tạ. Mời. Sư huynh. Sư phụ. Sư huynh. Sư phụ. Sư huynh. Sư phụ. Sư phụ. Sư huynh. Sư huynh. Sư phụ. Sư phụ. Chắc không phải bọn họ cho Diệu Đế uống thuốc gì hay không, hay là bỏ bùa gì đó rồi. Sư huynh của ta Phật pháp uyên thâm, tà thuật bình thường, không có tác dụng với ông ấy đâu. Rốt cuộc nó là thứ gì ta cũng không biết rõ. Có khi nào là một bảo bối không? Người xuất gia tứ đại giai không, chỉ biết Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, ngoài chúng ra làm gì còn có bảo bối nào khác.
Người này sao lại nói đi là đi? Đảo hiệp khách này thật sự rất thần bí. Đem giới đao qua đây. Dạ. A-di-đà Phật. Tuyệt học Thiếu Lâm không truyền cho người ngoài. Với bạch phu nhân, bần tăng theo lệnh sư huynh quỷ thác, không tính phá quy. Phu nhân, mời. Đa tạ. Ban chủ à, mọi chuyện ta đã làm xong, người còn căn nhận gì khác không? Nếu không có ta xin lui về nghỉ ngơi. Nè, ngồi đây nói chuyện với ta đi. Nô tỳ đứng đây được rồi. Cứ ngồi đi. Ban chủ xin tự trọng. Tự trọng? Tự trọng cái gì chứ? Cậu, ta, ban chủ à, cho dù ta đến đây để trả nợ, lúc đến đây rõ ràng đã nói là chỉ làm thị nữ, đâu có ai nói phải làm những chuyện không trong sạch với ban chủ chứ. Nhưng cũng không có ai nói với cô, đến đây trả nợ thì phải nghe lời ban chủ sao? Chuyện này thì có nghe nói. Vậy ban chủ muốn cô làm chút chuyện không quang minh chính đại thì cô vẫn phải làm đúng không? Chuyện này vậy coi như ta chưa đến đây đi. Đứng lại. Ban chủ, ta nói với cậu rồi mà, nếu cậu còn nói với ta những lời không trong sạch đó nữa, ta sẽ rút kiếm tự vẫn đó. Nếu ta chết rồi, sẽ không có ai nấu cơm cho cậu, không có ai giặt y phục cho cậu, cũng không có ai đi chợ nữa. Đi chợ. Nhàm chán. Hả? Lão ba ba. Giờ vui lắm phải không? Vui lắm. Lão ba ba, trên núi này nhiều khỉ thật đó. Vừa nhảy vừa chạy rồi còn leo lên trên, nhanh nhẹn giống như lão ba ba vậy. Phải đó, đến khỉ cũng lên trên đó, còn ngươi sao lại không lên trên được? Ngươi không cảm thấy mình giống phế vật sao? Lão ba ba, mấy con khỉ đó đâu biết nói chuyện, còn người thì biết nói chuyện. Người tức giận với lũ khỉ đó làm gì? Nhận thức của ta không tầm thường như ngươi đâu. Ê, ngươi có đói không? Đói chết đi được. Vậy cầu xin ta đi, ta có nhiều đồ ăn ngon dữ lắm. Lão ba ba, có những thứ gì vậy? À, hái rất nhiều nấm, đem hầm một con gà. Thơm dữ lắm. Ngươi chỉ cần nói: lão ba ba, con xin người, ta lập tức đưa con gà cho ngươi ăn. Không được, mẹ con trước kia cũng làm vậy á. Lúc con còn nhỏ, mẹ còn nói: ê, cậu Tập Chủng, nào, con qua đây, xin ta sẽ cho con đồ ăn ngon. Kết quả là con vừa mở miệng xin, bảy đánh con một trận. Ta không phải mẹ của ngươi. Ngươi xin ta đi, ta bắt thêm 10 con gà nữa về hầm cho ngươi cũng được. Lão ba ba, con thông minh hơn rồi, người không cần phải lừa con đâu nha. Người biết mùi vị của đói đến chết không? 7 ngày, 3 ngày đầu tiên sẽ cảm thấy rất khó chịu, đến ngày thứ 4 đầu óc ngươi mơ mơ hồ hồ, ngày thứ 5 ngươi sẽ giống như bị nướng trên đống lửa vậy, ngày thứ 6 ngươi sẽ nhìn thấy tổ tông đã chết 8 đời của nhà ngươi đến đón ngươi, đến ngày thứ 7 ngươi tiêu đời luôn, ngươi còn không mau cầu sinh. Nhưng mà vậy phải làm thì sao? Thì xin ta nè. Không phải chịu cảnh chết đói nữa, lúc cần mạng nhất là lúc chết khác. Trên đỉnh núi Ma Thiên Nhai, 1 năm 4 mùa không có nổi một trận mưa, xin ông trời cũng vô dụng. Không tin ngươi thử mà xem. Vậy con phải thử xem.
Ông trời ơi, cậu tập chủng khác rồi. Ông cho con chút mưa được không? Ông trời ơi, ông trời, ta cầu xin ông đó cho con chút mưa đi. Hả? Ê, trời mưa thiệt kìa. Lão ba ơi, có mưa thiệt rồi nè. Mưa rồi, là ba má ơi, mưa rồi, mưa rồi, mưa thiệt rồi. Là ba má ơi, người cùng đến uống với con đi. Ngươi còn nói không cay. Cay mà. Nhưng mà nếu như con nói không cay á, sao trả giá được, đúng không? Không ngờ tên cẩu tập chủng ngươi còn biết đi lừa người ta nữa. Con đâu có lừa người, là người ngốc thôi. Là ba ba, con uống thêm vài ngụm nữa, con ăn nhiều quá rồi. Vậy thì uống thêm dèo dao. Là ba ba, người đừng đi mà. Là ba ba, con sai rồi, chờ con với. Con ma nữ nào muốn uống rượu không đây? Sao Quỳnh biết được muội nửa đêm canh ba đến đây tìm Quỳnh vậy? Tất nhiên là biết rồi. Đầu óc bả đậu của Quỳnh cũng thông minh thiệt đó. Ý, Gia Gia muội đâu? Ông ấy có biết muội trốn ra ngoài không? Gia Gia muội đó hả? Trên dính lông tinh hơn cả khỉ. Quỳnh nghĩ xem, khỉ có biết được muội ra ngoài không? Hả? Phải rồi. Hả? Cha mẹ muội đâu? Sao lúc nào cũng chỉ đi theo Gia Gia muội vậy? Gia Gia muội nói lúc muội còn rất nhỏ, cha mẹ muội đã qua đời rồi, cho nên muội và Gia Gia hai người nương tựa lẫn nhau. Ê, vậy còn Quỳnh? Cha mẹ của Quỳnh đâu? Cha mẹ Quỳnh hả? Ừ. Bọn họ cũng không cần Quỳnh nữa. Quỳnh được bối tiên sinh nhặt mang về đây. Không sao hết. Không có cha mẹ không phải vẫn tốt đó sao? Quỳnh xem, không bị ai quản thúc, không phải rất vui hay sao? Ê, muội nói rất có lý. Quỳnh cảm thấy khi Quỳnh ở cùng với muội giống như cuộc sống trên mây vậy đó. Bởi vì chỉ có trên mây mới có người xinh đẹp giống như muội thôi. Quỳnh dẻo miệng thiệt đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đinh Đan. Mau theo ta về. Nè. Gia Gia, người làm gì vậy? Ngươi không phải là thứ tốt đẹp gì. Ta đánh ngươi. Đừng mà. Người đang làm gì vậy hả? Nè, nửa đêm nửa hôm người không ở nhà đợi con, người tin con đánh người hay không? Đi về với con. Đi. Ngươi xem ở dưới chân ngươi kìa. Là ba, nửa đêm nửa hôm người đừng có phá con nữa. Lúc trước á, A Hoàng cũng leo lên trên người liếm con. Đó là vì nó đói. Không lẽ là ba cũng đói hả? Nói thêm câu nữa, ta dứt người xuống đó bây giờ. Là ba, người bỏ con xuống trước đi, con uống ngụm nước có được không? Xin ta cho người nước đi. Là ba. Muốn uống nước phải không? Xin ta, ta cho người nước uống. Là ba, uống nước mà cũng phải cầu xin nữa hả? Đúng vậy. Không cho uống thì thôi. Một chữ hoàng qua đại quy nữ, nửa đêm nửa hôm không về nhà, ra thì thống gì chứ? Bỏ con ra. Gia, con hỏi người, người đi theo con làm gì? Điều tra chuyện riêng tư của con hả? Bây giờ ta lập tức đưa con lên thuyền, sau đó quay lại. Một chữ đánh chết tên tiểu tử kia, nó dám dạy hư cháu của ta. Người có biết không, người ta là ban chủ của trường Lạc Bang đó nha. Người dám. Gia, hôm nay còn chưa giết ai đâu, còn ép ta đúng không? Ta nói con biết, bây giờ ta quay lại tìm nó. Nè. Đinh Tam Gia đêm khuya ghé thăm trường Lạc Bang cũng không chào hỏi tiếng nào, có chút hơi thất lễ đó nha. Gia, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tên Bình Lao ngươi, biến đi. Đinh Đan cô nương là bằng hữu tốt của Thạch Ban chủ bọn ta. Đinh Tam tới tìm cháu gái, bọn ta không ngăn cản. Nhưng nếu cho rằng trường Lạc Bang muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nếu truyền ra ngoài lại thành trò cười cho thiên hạ. Vậy thì sao? Mai phục ở đây rồi hả? Gia ta có một biệt hiệu gọi là Nhất Nhật Bất Quá Tam. Chỉ sợ Gia hôm nay giết không nổi nhiều người như vậy, không sợ chết thì qua đây. Đinh Tam Gia, ta không hề cố ý làm khó cho ông. Gia, người nghe thấy người ta nói gì chưa? Người ta không có ý đó. Giả lại bên họ nhiều người như vậy, chúng ta cũng đánh không lại đâu. Chúng ta đi thôi. Bọn ta đi đây. Đi thôi. Bọn ta đi nha. Gia, người có sao không? Không sao. Bất tam bất tứ trưởng nhà Tam Gia, danh bất hư truyền. Bội phục. Công phu của ông cũng không tệ. Chẳng trách là người ta gọi ông là Diệu Thủ Hồi Xuân Bối Đại Phu. Chính là tại hạ. Có điều danh hiệu này bối mổ, không đáng nhắc tới. Đinh Tam Gia, nếu sau này lại hạ cố trường Lạc Bang, xin đừng như hôm nay. Nếu không các huynh đệ nhìn không rõ, lại gây ra hiểu lầm. Thôi đừng có nói nhiều nữa. Hôm nay tâm trạng Gia tốt, không chơi với các người. Bối Đại Phu, chúng ta hẹn ngày gặp lại. Đinh Đan, chúng ta đi. Mời. Thiên Kiếm. Ơi. Sao vậy hả bằng chủ? Qua nói chuyện với ta đi. Con muốn gì hả? Nói chuyện thôi. Nói. Bang chủ à, cậu nghĩ xem, ta thấy cậu có gì tốt hả? Cậu xem nửa đêm nửa hôm, một nam một nữ, cậu là nam nhân, sao suốt ngày tìm nữ nhân như ta hả? Hai chúng ta không đường đường chính chính. Ta còn chưa nói xong, cậu xem, ta nói rồi đúng không? Cậu nghĩ hai chúng ta... biết rồi. Nếu đổ là người khác, ta một chưởng đánh chết rồi. Ăn cơm. Gia, người đó suốt ngày chỉ khoác lác thôi.
Vậy tại sao tối qua lúc trước mặt con, người không một chưởng đánh chết Quỳnh ấy đi? Gia gia ta không ngốc đâu. Đánh chết hắn chẳng phải chuốc họa vào thân sao? Bối hải thạch Trường Lạc Bang thân thủ không tầm thường đâu. Nếu con mỗi ngày như âm hồn bất tán bám gót gia gia thì phiền chết ta rồi. Ta không giết hắn, có người giết hắn. Ai vậy? Ai giết Quỳnh ấy? Chuyện này còn lâu ta mới nói con biết. Người đó, người từ sáng tới tối chỉ biết bắt nạt con thôi. Người có bản lĩnh thì đi phá Trường Lạc Bang đi. Trường Lạc Bang thì có gì ghê gớm? Trong mắt gia gia con, bọn chúng chỉ là một đám ô hợp thôi. Nếu dám chọc giận gia gia, ta xử hết bọn chúng không để sót tên nào. Ta nói con biết, gia gia thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà nếu đám tiểu nhân ô hợp này chúng cùng xông lên, gia gia ta khó tránh phải thiệt thòi. Nếu lấy một chọi một thì đâu còn gì hay. Ê, Lão Tứ. Ê, Lão Tứ. Nè, Lão Tứ. Tứ gia gia. Ê, Lão Tứ. Tứ gia gia. Tứ gia gia. Tứ gia gia. Lão Tứ. Tứ gia gia. Hét cái gì mà hét? Lão Tứ. Tứ gia gia. Tứ gia gia. Ê. Còn nhớ người quá. Ê cha, Lão Tứ. Người có nhớ con không? Ý, đánh đổ quá vậy, sao hả? Vẫn tiếp tục làm thơ sao? Tứ gia gia, mặc kệ ông ấy. Nè, lâu lắm rồi con chưa được nghe thơ của gia gia đó. Người đọc cho con nghe một bài có được không? Không đọc. Đọc cho con vui đi mà. Tuyết Nhật Đại Tiện Thi. Tuyết Nhật Đại Tiện Thi. Tuyết lớn rơi rất dội, con quạ lại mổ vỏ cây, gió thổi lạnh mông ta, chi bằng vào phòng trốn rét. Lão Tứ à, đây đúng là có tài nghe. Đại tiện mà cũng viết thành thơ. Ta nói đệ biết, người tình trong mộng của đệ đã xuống núi rồi. Đệ lo mà đi tìm đi, đọc thơ cho người ta nghe. Quỳnh Lãng nói hồ đồ nữa rồi. Ta lừa đệ làm gì? Đệ hỏi nó kìa. Chính là người tên Sử Tiểu Thúy đó. Chuyện của gia gia hai người còn không quản. Ai? Ai? Bỏ tay ra trước rồi ta nói cho đệ nghe. Quỳnh nói mau. Bọn ta trên đường nghe người ta nói, người tên Sử Tiểu Thúy đó đã rời khỏi Tuyết Sơn Phái, ra ngoài hành tẩu giang hồ rồi. Ta phải nói để biết, Tuyết Sơn Phái đang tìm để khắp nơi đó. Bãi ra ngoài rồi, lão già Bạch tự tại chết tiệt. Ta sớm biết phu thê bọn họ bằng mặt không bằng lòng mà. Bãi gả cho tên họ Bạch, cuối cùng cũng gả cho lão tử thôi. Bãi bây giờ đã ở đâu? Tứ gia gia, giờ người cũng đã tóc bạc da mồi, sao vẫn mong nhớ người ta hoài vậy? Vậy có liên quan gì chứ? Chỉ cần được ở bên bãi một ngày thôi, cho dù gót chân bãi chỉ dính một hạt bùn trên đảo Bích La thôi, bắt ta chết ta cũng cam tâm tình nguyện mà. Nói rồi mà, đã nói từ đầu Đạt Ma đao pháp này nhất định có thể khắc chế Tuyết Sơn kiếm pháp. Ông con lúc nào cũng tự xưng Tuyết Sơn kiếm pháp thiên hạ đệ nhất sao? Bà con chỉ cần múa dài đường kiếm thôi. Mai qua lục xuất của ông ấy căn bản sử dụng không được rồi. À, phải rồi, bà nên tự sáng lập một môn phái, gọi bộ đao pháp này là gì được đây? Gọi là Kim Ô đao pháp. Đúng, Kim Ô đao pháp. Mặt trời vừa lên tuyết nào cũng tan hết à. Trời, tốt quá rồi. Chiêu lúc nãy của con không phải Mai Qua Lục Xuất sao? Vậy chiêu này của bà sẽ gọi là Mai Tuyết Phùng Xuân. Được đó, được đó, cháu gái ngoan, luyện thêm lần nữa đi. Bà nội à, như vậy đâu phải đưa con xuống núi mở mang tầm mắt đâu. Bà đưa con đi khắp nơi để đánh nhau thì có. Học võ công xong rồi thì quay về tỉ thí với ông nội, con lại thành tiếp tay cho bà. Bà tìm ông nội con đánh nhau đó là tâm nguyện cả đời của bà đó, con có biết không? Hơn nữa,
Ta cũng đưa con đi đây đi đó mà. Thế giới mà bà cho con nhìn thấy chính là đánh người, mắng người, chẳng dạy con gì hết. Con có thể tự học mà. Chẳng hạn như... Chẳng hạn làm cách nào chọn năm nhân. Điểm này con phải học theo bà nội đó. Con xem bà nội, cái lão hòa thượng Diệu Đế đó, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, ông ta vẫn luôn nhớ đến bà nội, thật cảm thấy tự hào. Đúng, bà tất nhiên cảm thấy tự hào. Nhưng mà bà đã gả cho ông nội con rồi. Không phải bà từng nói gả cho người ta rồi phải tình nghĩa thủy chung? Đúng đó, chuyện đó đương nhiên rồi. Đã gả thì gả cho một người thôi. Nhưng mà con cũng đâu cấm người ta theo đuổi mình, có đúng không? Hơn nữa điều đáng quý chính là con gả cho họ rồi mà người khác vẫn thích con. Đáng quý lắm đó. Bà nội, bà nhất định đang nói đùa với con phải không? Bà tất nhiên là nói thật rồi. Nơi này làm gì có ai, bà đâu có giả vờ, con giả vờ thì có. Bà nội, bà trước giờ luôn dạy con, nữ nhân phải một lòng một dạ, nữ nhân phải hiền thục đảm đang, nữ nhân phải thủ tiết như ngọc, đó chết chuyện nhỏ, trinh tiết chuyện lớn. Đúng vậy, đây chỉ là nói bừa thôi, gạt trẻ con thôi. Những câu này của thánh nhân nói bản thân thánh nhân cũng chẳng làm được, con đi tin lời họ làm gì? Bà nội, hả? Thì ra trước giờ bà luôn gạt con sao? Uổng công con vẫn luôn tin tưởng người. Người lớn các người sai cũng thích đi lừa trẻ con vậy. Ồ, cháu gái ngoan. Ngày mai á, bà đưa con đi đến núi Võ Đăng. Ê trời, lão Ngu Trà đạo trưởng này có một đạo pháp của Thái Cực. Chúng ta cũng nên học vài chiêu môn này. Lão Ngu Trà đạo trưởng này lúc ông ta còn trẻ rất là thú vị. Còn nói ông ta có hiểu phong tình không? Hình như... Trời. Không nghe thì thôi, cũng không chịu học gì hết. Nè, nhà đầu kia, con nói hay không? Nói cái gì đây? Rượu ta đâu? Rượu gì vậy? Con không biết. Nè, Đinh Đan à, con là cháu gái ngoan của gia gia. Gia gia sau này tuyệt đối không nổi cáo với con nữa đâu ha. Nói cho gia biết rượu cất giấu ở đâu rồi. Muốn uống rượu hả? Trời. Người tự đi mà mua. Rượu của ta sao mà mua được hả? Ta nói con biết, đây là rượu hoa lê ta trộm của tứ gia con đó. Dám trộm rượu của tứ gia con sao? Vậy đợi ông ấy quay trở về, con sẽ nói ông ấy biết con không giúp người làm chuyện xấu đâu nha. Con sẽ đem rượu của tứ gia con bảo quản cho thật là kỹ đó. Con là cháu gái ngoan của gia đây, cháu gái tốt. Mau nói cho gia, rượu đang giấu ở đâu? Nếu con nói người biết cũng không phải là không được. Nhưng mà con được lợi ích gì đây? Con làm chuyện giúp gia, con còn đòi điều kiện sao? Được, vậy con muốn gì hả? Nè, vị thạch ban chủ đó, cho dù người không giết hắn cũng có kẻ khác tới giết. Câu này có nghĩa là sao? Ý, con để ý người ta rồi sao? Cái tên tiểu tử đó cho dù có tốt đến đâu, con cũng không được phép ở bên hắn. Mạng của hắn sớm muộn cũng phải chết thôi. Hôm nay ta nói rõ ràng với con luôn, không tin cứ chờ mà xem. Vậy hôm nay con nói rõ với người luôn, người cứ việc đi tìm, tìm hết 100 năm, 200 năm người sẽ tìm được thôi. Đinh Đan, con đó là cháu gái ngoan của ta. Vậy để ta nói thật cho con biết, con xem tên tiểu tử đó ngốc nghếch như vậy, võ công chẳng ra gì, dựa vào đâu Trường Lạc Bang phong hắn làm ban chủ hả? Trên đời này chỉ có con đối tốt với hắn thôi. Cũng đúng. Tại sao vậy ta? Con nghe nói đến đảo hiệp khách chưa? Đảo hiệp khách? Đảo hiệp khách là thứ gì vậy? Đảo hiệp khách hả? Không phải là đồ vật. Nào, con ngồi xuống đây, gia nói cho con nghe ha. Nào, ngồi xuống. Rót con ly nước. Ê, được. Để ta rót nước cho con nghe. Ê.
để ta nói cho con nghe. Cứ cách 10 năm á, đảo hiệp khách sẽ phái đi hai người, một người là Trương Tam, một người là Lý Tứ. Họ sẽ mời ban chủ các môn phái đến đảo hiệp khách đi ăn cháo lập bát. Trong cháo có thứ quỷ quái gì chẳng có ai biết. Nói chung những người đi á, chưa từng có ai quay về. Năm nay á, kỳ hạn 10 năm đã tới. Bối Hải Thạch Trường Lạc Bang lão già này đầy âm mưu quỷ quái, tất nhiên phải tìm người chết thay hắn. Nếu không thì dựa vào võ công của hắn sao có thể cho người khác làm ban chủ được. Tìm tên tiểu tử này là để chết thay. Lời gia gia con đã hiểu chưa hả? Vậy á, vậy rượu của ta đâu? À, gia gia, lúc nãy nói nhiều như vậy chắc người khác rồi. Nào uống nước đi. Được được được. Gia gia, người hãy nghĩ cách giúp Quỳnh ấy đi. Trời, ta nói con biết, gia gia thân mình còn lo chưa xong, lẽ nào con bắt gia gia liều cái mạng già này vào đó sao? Hả? Con đừng nói lung tung nữa, mau lấy rượu cho ta đi nhanh lên. Hả? À, trời ơi, người cứ uống thêm ít nước đi mà. Hả? Ừ? Không được, mình phải đi nói cho Quỳnh ấy biết. Ê, rượu. Ê, rượu của ta đâu? Đinh đinh đang, 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 đinh đinh đang. Đinh đang. Nè, cô là ai vậy? Thuộc hạ Kiều Ngũ Nương, tham kiến Thạch Ban Chủ. Ta còn nhớ trong Trường Lạc Bang đâu có người tên như vậy. Không phải, ta là phu nhân của Triển Đường Chủ, đặc biệt đến đây thăm Thạch Ban Chủ ngài. À, nghe nói ban chủ ngài cũng rất lớn gan, không biết lớn đến mức nào. Cô nói sao? Thì là vậy thôi. Vậy để ta sờ thử xem. Cô muốn làm gì? Chơi mèo bắt chuột sao? Đến bắt ta đi. Hả? Bên phải. Được. Bên này nè. Bên đây. Nè, các người làm gì vậy? Cô tìm ai? Ta tìm Thạch Ban Chủ. Không có lệnh của Bối Đại Phu, kẻ nào cũng không được vào. À, Bối Đại Phu là ban chủ của các ngươi hả? Các ngươi có biết ta là gì của Thạch Ban Chủ hay không? Ừ, đây. Ơ, nè. Vậy bên này. Chạy lên phía sau rồi hả? Sao nè? Xem cô chạy đâu. Bên này. Còn chạy hả? Đây mà. Bắt được rồi. Hôm nay cô là của ta rồi. Đinh đinh đang đang. Thì ra ban chủ hôm nay có hẹn. Nè, ai vậy? Ờ, Quynh. Ta tất nhiên là người ngưỡng mộ ban chủ rồi. Ha. Ờ, được rồi. Nếu vậy cô về trước đi, mau lên. Ta rất thích người trẻ tuổi phong lưu như Thạch Ban Chủ ngài. Nè, đâu. Nè. Hai người lúc nãy đang làm gì? Huynh, trò chuyện thôi. Huynh mở to con mắt ra nhìn muội, nói cái gì hả? Trời, cô ta tự đến, huynh không cho đến, cô ta vẫn đến thôi. Nói năng hồ đồ. Muội hỏi huynh, cô ta đẹp hơn hay là muội đẹp hơn đây? Tất nhiên muội đẹp hơn rồi. Huynh hả? Đến mơ cũng nhớ tới muội đó. Nhớ sao hả? Huynh nhớ cả ngày cả đêm, bóc một củ tỏi, uống một ngụm nước. Trời, nhớ muội chết đi được. Nhớ muội không chịu nổi luôn á. Huynh đủ rồi đó. Chỉ giỏi lẻo mép thôi.
nói Quỳnh biết một chuyện rất quan trọng. Nói đi. Người đảo hiệp khách tới rồi. Bối Hải Thạch cho Quỳnh làm ban chủ là muốn để Quỳnh chết thay ông ta. Quỳnh nhất định phải tìm cách trốn ra khỏi đây. Búi đại phu, nhanh như vậy đã quay về rồi sao? Ban chủ trẻ tuổi phong lưu, có một tiểu cô nương vừa đến đuổi ta quay về. Là cháu gái của Đinh Bất Tam à? Bỏ đi, cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, dù sao cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Không phải hay sao, búi đại phu anh minh. Hắn có nghi ngờ hay phát hiện ra gì không? Hắn chỉ như đứa trẻ con, làm sao phát hiện ra được. Chỉ có điều tướng mạo của hắn cũng không tồi, lại còn trẻ như vậy, chết đi cũng có phần đáng tiếc. Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Sau này cô thường xuyên qua đó thăm dò hắn, liệu có bị người khác thao túng hay không? Đợi Trường Lập Bang qua được nạn này, những việc ta hứa với cô đều đáp ứng. Được. Châu Huynh, Huynh đừng lo lắng, nhất định sẽ nghĩ ra cách thôi. Nhưng mà ra ngoài rồi ta nên đi đâu đây? Ê, chúng ta đến đảo Bích La tìm Tứ Gia Gia. Ê, mỗi con có Tứ Gia Gia nữa hả? Ừ, một người là Đinh Bất Tam, một người là Đinh Bất Tứ, giang hồ gọi là Bất Tam Bất Tứ. Biệt danh này nghe cũng hay lắm đó, Bất Tam Bất Tứ. Ừ. Quỳnh biết không, Gia Gia muội tốt với muội lắm. Phàm những thứ ông ấy thích, Tứ Gia Gia đều không có hứng thú. Những thứ Tứ Gia Gia thích thì ông ấy lại rất là ghét. Cho nên Gia Gia muội không ưa Quynh như vậy, Tứ Gia Gia nhất định sẽ rất thích Quynh. Ý, như vậy đi. Chúng ta đi tìm Tứ Gia Gia muội đi. Ban chủ chết tiệt này không làm nữa. Đi. Quynh quay lại đây. Muội vừa nghĩ ra một cách hay. Chúng ta tới nơi uống rượu lần trước, nhân hỗn loạn trốn đi. Ban chủ. Ba chủ, cậu muốn đi đâu vậy? Ta đưa Đinh Đan về nhà không được sao? Để tôi thay ban chủ tiện khách. Đinh tiểu thư, mời. Không, không được, Đinh Đan của ta. Tất nhiên phải để ta đưa về rồi, có đúng không? Ban chủ à, bối tiên sinh có lời căn dặn, ban chủ muốn ra ngoài, nhất định phải báo ông ấy. Ta là ban chủ, hay bối tiên sinh là ban chủ đi? Tránh ra, tránh ra. Nè. Bỏ đi. Đúng lúc muội có chuyện muốn nói với Quynh, lát nữa mình muội về được rồi, đi. Đi thôi. Ta không đi nữa. Đi. Ra cách gì chưa? Nè,
đi. Nhiều châu báu quá đi. Nè, muội thấy nơi này chắc mấy chục năm rồi không có ai ra vào. Có lẽ bọn họ đều không biết về nơi này. Ê, lỡ như người của đảo hiệp khách đến thì huynh hãy trốn ở đây đi. Đợi người của Trường Lạc Bang rối tung rối mù lên thì lúc đó huynh hãy tìm cơ hội lén trốn ra ngoài. Ý kiến hay. Nè, vậy chúng ta mau ra ngoài thôi, mới không để người khác phát hiện ra. Được, đi. Ê, ngươi hả? Ngươi không dùng cái khác được hả? Thanh đao này là bảo đao âm dương ta mua về, tổn mất 300 lạng bạc từ chỗ thợ rèn kiếm Lô Chấn Thiền đó, sao ngươi lại lấy cắt thịt? Vịt này ở đâu vậy? Con vịt này á, lúc nãy con gặp nó trên đường, đó là một con vịt rừng, là ba, thấy nó có mập không? Ngươi định nấu món gì? Hey, đùi. Con nghĩ á, nếu nướng sẽ ngon lắm. Còn hai cánh này á, chúng ta sẽ đem đi hấp. Vậy thì làm đi. Con lấy gì làm đây? Đa tạ lão bá bá. Ê, bên kia đẹp chưa kìa. Wow, đẹp thật ha. Bán chủ, trời đang mưa lớn như vậy, cậu và Đinh cô nương muốn đi đâu đây? Ta và Đinh cô nương đi dạo vài vòng thôi. Để mối tiên sinh đã nói, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn ở trong phòng. Wow, Đinh Đan, mối tiên sinh không cho chúng ta đi chơi luôn kìa. Không cho ra ngoài, sao huynh đưa muội đi chơi được? Nghe thấy không hả? Không cho bọn ta ra ngoài, sao ta đưa Đinh Đan đi chơi được chứ? Ta mới là bang chủ mà. Đi,